Xin chào tất cả các bạn. Trên màn hình của chúng ta đó là cái máy thái thịt đa năng được công nghệ thực phẩm HTH chúng tôi nhập về và chúng tôi đang phân phối nha. Máy này nó phù hợp với chúng ta trong việc thái thịt sống cũng như thịt chín, thái luôn được cả da nữa. Gần đây thì một số cơ sở người ta làm giò với số lượng lớn để mất quá nhiều thời gian cho cái việc mà chúng ta có thể thái thịt, thì cái máy này nó hỗ trợ chúng ta rất chi là nhiều trong cái khâu thái thịt. Cái mô đồ đó là RDQZ01. Máy này thì nó chạy điện áp 220 nhé, và công suất của nó là 750W. Năng suất của nó thì có thể làm 3 tạ một giờ. Kích thước miệng thì nó là 120 đến 60, nó độ dày. Thái thì nó 2,5 đến 20 mm. Nó rất thuận tiện cho chúng ta phải không ạ? Nó được trang bị một cái hộp an toàn bảo vệ chúng ta rất cẩn thận. Và bây giờ tôi thử thái ra xem nó như thế nào nhé. Mình phải để cái hướng như thế nào chứ? Đây rồi, đây rồi. Trước khi vận hành thì ta bật công tắc cho nó xoay. Đây là da nhá, da bò. Da bò đấy. Thái rất là nát. Đây là thịt chín nha. Thái rất nát. Thái hoa quả, thái thịt sống, thịt chín. Cái này công nghệ thực phẩm HTH nhá. Cái này kéo gà bỏ đây thay ra là ăn từng miếng luôn ạ. Gà có thể sỏ đấy. Rồi, sắp chưa? Nhìn vậy là làm ngay mà đơn giản. Cái này thái để làm giò xào rất hợp lý luôn.